Bạn hôm nay ngày 15 tháng 10 năm 2024, thể lệ theo cầu của các bạn là: anh ơi, quay bánh Mavic ngoài cái bản hiệu đó. Thì em lại quay cái bánh Mavic ở ngoài cái bản hiệu nha các bạn nha. Thì giá cặp này đang bán với giá là 3.350.000 nha các bạn nha. 3.350.000 Mavic, một cây cầm vàng, niền nhôm, đùm bọc carbon, cối nổ là bao lớn. Có nhiều bạn hỏi bánh Mavic của anh tại sao lại rẻ hơn bánh Mavic chỗ khác. Thì rẻ hơn ở chỗ là bánh em cối nổ bao lớn, phải có khác biệt chứ, cho người ta biết. À, thí dụ bánh của hàng của mình nó khác hàng của người ta như thế nào. Hàng của em là cối nổ bao lớn, và hàng của bạn khác hàng của người ta ở chỗ nào? Hàng của em sử dụng bạc đạn NBK. NBK là một trong những dòng bạc đạn mang thương hiệu đến từ nước Nhật nha các bạn nha. Mang thương hiệu, nhưng mà cái bạc đạn này mình nghĩ gắn trên cặp bánh 3 triệu mấy này thì chắc có thể là Đài Loan thôi nha các bạn nha. Có thể là Đài Loan, hoặc là các bạn có thể về tìm hiểu nó sau. Nhưng mà cứ NBK là bền rồi. Đùm bọc carbon, đây cái bản hiệu em đây nha các anh chị nha. Quay mà phải quay cái bản hiệu và phải nói là nó khác như thế nào. Thì bánh này khác bánh chỗ khác. Mình bán hàng thì hàng mình khác chỗ người ta, mình phải nói khác chỗ người ta, còn chỗ người ta như thế nào kệ người ta. Đó. Thì bánh của em khác bánh chỗ khác là vậy. Bánh này là 3.350.000, giá này em bao ship, và nó là cầm lá hẹ. Bánh của nó khác chỗ người ta là bánh em bao nổ lớn, chứ bên em không dùng từ nổ lớn. Bánh là bao nổ lớn, còn chớn là em sử do nó sử dụng bạc đạn NBK. Chớn là ổn định và bền. Các bạn có thể mua hàng, các bạn có thể tháo bánh ra, mở ra các bạn coi, các bạn kiểm tra, nhưng mà đừng có làm chày nha các bạn nha. Tại bánh mình gửi cho các bạn rất khó, các bạn tháo mở ra chày thì không được đâu nha các bạn nha. À, các bạn có thể mở kiểm tra bạc đạn bên trong, nhưng mà hạn chế đừng làm chày, chày em không bán được nha các bạn nha. Niền nhôm, niền cao 4 phân. Chân cầm của bên em cũng khác, cái gờ chân cầm nó cao hơn nè các bạn thấy không. À, gờ chân cầm nó cao hơn, và giá bên em bán là 3.350.000. Nó không có mắc hơn chỗ khác nhiều, và nó cũng không rẻ hơn giá bình quân. Và cặp bánh này hiện tại á, nếu mà người khác mà nhập bánh giống vậy về bán là không thể nào bán được giá này. Lý do sao em bán trong hẻm là công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên, vừa làm vừa sửa vừa đủ thứ luôn. À, cầm lá hẹ, cái cầm màu vàng nha bạn nha. Niền nhôm, niền cao 4 phân. Bánh này em đăng lúc nào em cũng đọc là niền nhôm, nhưng mà các bạn hỏi em là niền nhôm hay carbon, em đọc là niền nhôm. À, và đùm là đùm bọc carbon, thì các bạn hỏi em là đùm nhôm hay đùm bọc carbon. Em đọc trong đây là đùm bọc carbon. Cối của em là cối màu vàng, khác cối đen nha các bạn nha, khác cối đen. Cối đen em có bán luôn rẻ hơn, nó có 2.8 triệu thôi, có 2.8 triệu thôi nha các bạn nha. Thì các bạn cần mua bánh gì em cũng có, nhưng mà khuyên các bạn lấy cái cối vàng luôn, xài cho ngon, nhính thêm xíu tiền xài nó ngon hơn. Vì sao phải xài ngon hơn? Thứ nhất, chân cầm đấu lực. Đó, người ta cũng đấu lực nhưng mà làm cho có, đây là làm chuẩn chỉ đàng hoàng. Niền cao 4 phân, chất lượng niền nhôm rất dày và được khách hàng đánh giá cực kỳ tốt. Đùm bọc carbon, họ cũng làm bắt chước cặp bạc carbon nhưng mà lại khác, và không được sử dụng bạc đạn NBK. Đây là bạc đạn NBK, một trong những dòng bạc đạn thương hiệu có tên tuổi và được mọi người đánh giá độ bền rất là tốt, rất ổn định nha các bạn nha, vì sử dụng bạc đạn này. Và cái đặc biệt là cối này nổ rất lớn. Bánh này không dành cho những người không thích nổ lớn nha các bạn nha. Và bánh độ chớn rất ổn định. Chớn ổn định có nghĩa là sao? Sử dụng bạc đạn NBK nên chớn ổn định. Đùm bọc carbon. Bánh Mavic này hầu như em để ý nha, hầu như tất cả các cửa hàng, và thậm chí có một cái cửa hàng đặt luôn cái trang, gọi là cái trang web của họ làm chuyên phân phối Mavic.
họ đều nói bánh Mavic này sản xuất tại Romania. Đây, thì trên nền nó cũng để tem Made in Romania nha các bạn nha. Thông số nền là 622x15. Nhưng bánh này em không có nói Romania, em nói của em. Bánh Mavic này của em nha các bạn nha. Nền nhôm, nền cao 4 phân, căm lá hẹ. Bánh trước, bánh sau là 20 căm. Đây là thắng gom nha các bạn, thắng đĩa em có luôn. Thắng gom, thắng đĩa em có hết. Và đặc biệt bánh Mavic một em, người ta gọi là một cây căm vàng đúng không? Em đọc là một cây vàng. Em thích một cây vàng thì em đặt tên nó là một cây vàng. Có nhiều người nói ủa sao bánh mày tự mày đặt tên vậy? Bánh em lấy em được quyền em đặt tên. Được quyền đặt tên và em được quyền bán theo ý thích của em. Hàng em bán mà Mỹ sao đúng hình ảnh cho các bạn. Người ta đọc là một cây căm vàng, em thích đặt tên nó là một cây vàng cho nó sốc. Đó, bánh Mavic một cây vàng nha các bạn nha. Một cây vàng 4 số 9, bánh cối nổ rất là lớn. Và bánh Mavic này của em, chân căm lớn. Đó, có tem Made in Romania nhưng em không nói của Romania. Đây là hàng của em. Có nhiều người bình luận hỏi bánh Mavic này của ai, em đều trả lời. Bánh Mavic này 90%+ cửa hàng đều nói là của Made in Romania. Nhưng em nói của em. Và các bạn thích nói của China cũng được, tùy bạn. Còn bánh này em bán đúng vậy và nổ lớn nha các bạn nha. Và bánh này bên em bán ra cho các bạn thì em chỉ biết bánh này của em và em bảo hành cho các bạn. Em có ký hiệu riêng của em ở trên nền để em nhận được, nhận biết được cặp bánh nào của em. Giá cặp này là 3.350.000. Nền nhôm, bánh trước, bánh sau 20 cây căm. Theo bánh thì có cái gì? Do này là bánh thắng gom nên nó sẽ có 2 cây tì. Có nhiều bạn hỏi là thắng gom có sử dụng chục bút không? Thật sự bánh chục bút không ai thích sử dụng hết á. Những người chạy xe đa phần họ sẽ không thích sử dụng chục bút. Tại khi mà tháo chục bút ra cần phải trang bị thêm đồ nghề, đó là bộ dụng cụ để tháo cái cây chục đó ra. Nhiều cây chục bút nó có hàng sẵn cái đó lên nhưng tháo cũng rất là lâu. Chỉ có ti bật tháo mở nhanh là cây tháo nhanh nhất hiện nay. Một miếng canh, hai cây căm. Giá cặp này là 3.350.000. Đây là bánh trước. Hồi nãy quay bánh sau, bây giờ là bánh trước. Giá cặp này là 3.350.000 nha các bạn nha. 3.350.000 Mavic Cup Mix một cây vàng. Bánh này của Hân My nha các bạn nha. Của Hân My, của shop em á nha các bạn à. Shop em tên Hân My đó. Có nhiều người bạn nó hỏi tại sao số điện thoại tên Sơn mà lại Hân My. Hân My là hai đứa con gái các bạn. Mavic Cup Mix một cây vàng, niên nhôm đùm bọc carbon rất đẹp. Bọc carbon nha các bạn nha, đùm bọc carbon rất là đẹp luôn. Giá 3.350.000. Bao ship. Các bạn cứ hỏi mình có bao ship không, mình nói bao ship. Có nhiều bạn gọi điện hỏi như nè, giá 3.350.000 phải không? Dạ đúng rồi. Giá có lên không? Trời ơi, giá lên anh chị sao mua? Em đăng giá 3.350.000 thì em bán đúng 3.350.000. Khi nào lên giá? Nếu mà em có lên giá em phải xóa hết toàn bộ video, hoặc là em sửa tựa đề là hết tất cả các video từ mấy năm qua quay tới giờ. Bánh Mavic này em bán tính ra cũng được 5 hoặc 6 năm nay. Tới nay chưa hề nhận một sự phản hồi nào của khách là bánh chạy không ngon. Ai cũng đánh giá bánh chạy rất ngon và rất đều luôn. Mà giá lại là cực kỳ tốt, 3.350.000. 3.350.000. Bánh Mavic một cây vàng thắng gom. Cái này thắng gom nha các bạn nha, thắng đĩa em cũng quay rồi. Thắng gom, niên nhôm, niên cao 4cm. 4cm niền nhôm, thắng gom niền nhôm đùm bọc carbon, giá 3.350.000 một cây vàng.